Hai, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay cái mạch điện này nè, mình mô phỏng cho các bạn về tự lắp, dễ lắm. Dễ thì so với những người biết rồi nha, còn những người chưa biết thì không dễ đâu các bạn nha. Ý nó muốn nói là cái mạch điện này mình đã mô phỏng rồi, chắc ăn 100% rồi, các bạn có thể về chế để chơi mùa vui xuân ha. Hay là các bạn muốn chơi lo kéo đó, các bạn có thể dùng cái con IC này nè. Con IC này nè, là con ICLM3915. Đặc biệt cái con này đó, nó chỉ có bao nhiêu chân này nè các bạn thấy không? Nó chỉ có 10 18 chân thôi. Như vậy thì nó rất là đơn giản cho cái việc mà chúng ta thí nghiệm rồi cũng như là chế cháo trò chơi đồ ra. Đặc biệt là cái thằng này nè, khi mà có cái micro vào, có nhạc vào á, đây nè các bạn thấy không? Tín hiệu nhạc vào nè, đi vào chân số 5. Lập tức á là nó ra từng cổng. Cổng số 1 cho đến cổng số 10. Nè các bạn thấy nè, số 1, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10. Thì lần lượt nó sẽ ra cái xung đây nè, xung âm. Ra xung âm đây nè. Thì các bạn mắc một con transistor A1 1815 thì không được nha. Con đó là con nghịch, thì các bạn bắt một con transistor đó là A1015 nha. Rồi để cho các bạn dễ dàng hơn thì mình sẽ tìm những cái con này cho các bạn dễ hình dung ra được nha. Bây giờ nhạc vô nè các bạn thấy không? Nhạc vô là nói chuyện chớp 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 nè. Đó. Như vậy thì để điều khiển được một con led á, thì các bạn không cần phải con transistor này nha. Còn nếu mà các bạn điều khiển nguyên một hàng led này nè, một dãy led, thậm chí vài chục con, thì các bạn nên dùng con transistor này để nó phất đại lên. Thì cái con IC này nè, các bạn nhìn thấy con IC này ha. Chân số 2 các bạn đi về mát cùng với chân số 4. Dễ dàng không? Rồi chân số 9. Chân số 9 đi về nguồn, đi về nguồn. Các bạn thấy không? Đường điện nè, chạy nè. Và chân số 3, chân số 9 đi về nguồn. Bây giờ mình setup lại cho các bạn thấy nè ha. Chân số 9 nè, đây số 9 đây. Số 3 này nè, đi vào nguồn dương. Đi vào nguồn dương của 12V này ha. Các bạn câu bình và câu áp to cũng được nhé. Rồi chân số 7 và chân số 6 nối liền với nhau qua con điện trở 1K2. Rồi qua ký 2 rồi sau cái điểm này nè, đi vào chân số 8 đó, dễ không? Rồi các bạn đấu vào con biến trở nó có 3 chân đúng không các bạn? 2 chân cột lại với nhau và 1 chân đi về mắt. Biến trở này 10 kg là ok rồi, mình chỉnh được rồi. Mình chỉnh độ nhanh chậm và chớp tắt này nó nhiều hay không nè. Rồi như vậy thì cái chân số 5 là tín hiệu nhạc vào, đơn giản không? Còn những cái chân còn lại nè là cái chân out output á, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, nó có 10 cổng, nó còn hơn là cái con an 6868 nha. Số 8 thì cái con đó chỉ có 6 cổng thôi, con này 10 cổng thì nó chớp. Các bạn làm cái cây chớp á, khi nhạc lên chớp rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái cổng số 1 này nè, nó lấy từ chân số 1 là cổng số 1 nha các bạn. Nhưng chân số 18 này nè là cổng số 2. Khi nó mức độ level nó lên cao đó, ví dụ như nhạc ít ít thì nó chớp vài cái như này thôi, còn nhiều thì nó chớp nhiều cái. Nhưng mà các bạn đừng lộn cổng này nha. 1 2 có nghĩa là cái chân này là chân số 1 của con IC này nè nha. Nhưng mà nó tương ứng với cái hàng led số 1. Và hàng led số 2 này nè tương ứng với chân số 18. Và từ 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 nó sẽ lui dần đây. Các bạn dễ hình dung không? Cái này là cái chân của con led nha. Đây là cái chân nè, cái này là cái chân của con led nè, để nó ra 10 đường như thế này nè. Đó, 10 đường như thế này. Rồi nó sẽ kích cái cục dương cực âm là cực B bằng cái xung âm. Thì lập tức là điện đây nè các bạn nè, điện chỗ này nè nha. Cái sợi dây này là điện nè. Nè, điện 12V nè, nó chạy qua đây nè. Chạy qua đây. Chạy về đây. Rồi, nó chạy về đây và nó sẵn sàng tại đây. Chỉ đợi cái cực B này nè là âm, là nó sẽ làm việc thôi. Có nghĩa là âm là sao? Đợi cực B này nè, nó sẽ thấp hơn, nó sẽ thấp hơn cực này nha. B nó sẽ thấp hơn cực này thì nó mới hoạt động nha các bạn. Cái con thuận á, là con nữ á, là cực B này phải thấp hơn chỗ này nè, nó mới hoạt động nha. Rồi từ đây đổ xuống này cao nè, cao xuống đây. Và ở đây là điện thấp hơn chỗ này. Bắt đầu nó sẽ gì, nó dẫn qua đây và chạy về đây, sáng con led này lên và đi về mắt, hoàn thành cái chu kỳ của mạch điện. Cái mạch điện mình khép kín nó mới chạy nha các bạn.
từ dương nè, từ chỗ này dương nè, nè các bạn thấy là chỗ này dương nè ha, chạy qua đây, chạy qua đây, chạy qua đây, vào chân ơ của con gì các bạn, của con tăng sư to thuận, và đi về chân C, đi về đây qua con lát thứ nhất sáng, lát thứ hai sáng, lát thứ ba sáng, vào đi về mát. Rồi cái hàng thứ hai thì sao, hàng thứ hai thì cái xung ở đây nè, đó, cái hàng thứ hai là cái xung ở chỗ này nè, nó sẽ, nó là một cái xung âm, nó làm cho con này hoạt động, có nghĩa là đóng lại. Thì từ từ đây nè, điện 12V nè, chạy vào đây, chạy đây, chạy đây, chạy đây, qua đây, và qua những con led này đi về mát. Như vậy thì nếu mà các bạn bắt một con led á, thì các bạn bỏ con tăng to này luôn nha, bỏ con tăng to này luôn. Thì các bạn đấu chỗ này nè, chỗ này nè, các bạn quay đầu lại, đã quay đầu lại con led lại, đi vô trong đây là âm, và ở ngoài nữa lại đi về dương, đi về cái nguồn này là nó sáng, là nếu một con led. Còn các bạn muốn sáng nhiều con led thì các bạn đấu song song như thế này. Ví dụ nhánh này thêm 3 led nữa thì đấu song song nữa nha. Rồi như vậy thì cái sơ đồ như vậy thì các bạn khó hiểu quá thì các bạn hãy bình luận bên dưới để cái nào khó hiểu hoặc chụp hình gửi qua Zalo mình để mình giải thích thêm. Rồi có thời gian rảnh thì các bạn sẽ học được những bài học như thế này, và mình phân tích những mạch điện như thế này cho các bạn xem, để các bạn hãy bấm like, đăng ký và để đi hưởng, để hiển thị cái thông báo của mình khi mỗi khi mình đăng video nha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho chạy thử lần cuối cùng nha các bạn. Bấm nút chạy thử nè. Rồi cho nhạc vào. Đây, tín hiệu nhạc vào nè các bạn thấy nè. Chớp, chớp, chớp. Đây là xung âm ha. Rồi, đây là một cái video rất là thú vị để cho các bạn nghiên cứu thêm. Đối với những người chưa học điện tử thì hãy đợi nha. Mình đang viết sách để cho các bạn có được những kiến thức cơ bản là các bạn học online nha. Đừng nôn nóng quá, có thể là qua Tết mới xong nè. Rồi, bye bye các bạn. Chúc các bạn một đêm vui vẻ.